Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa gửi thư khen vụ bắt hơn 7 tấn ngà voi tại Hải Phòng. Lượng khách tới một số điểm du lịch tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh giảm giá sâu để kích cầu mua sắm trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày mùng 1 tháng 5. Sau đây sẽ là các tin tức kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa có thư khen đối với Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hải Phòng về thành tích bắt giữ hơn 7 tấn ngà voi nhập lậu tại cảng Hải Phòng. Trong thư khen, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ vui mừng về thành tích nêu trên của các lực lượng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên của các đơn vị và nhấn mạnh chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời có hình thức động viên khen thưởng phù hợp đối với các tập thể cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn. Trước đó, vào ngày 20 tháng 3, tại cảng Nam Hải Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng khám xét một container 20 feet chứa ngà voi nhập lậu từ châu Phi. Lô hàng xuất phát từ Angola được chuyển tải tại Singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển, mô tả tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác. Đây là thủ đoạn mới, hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan. Ngay khi hàng hóa được xếp dỡ xuống cảng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành giám sát trọng điểm, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container và kiểm tra thủ công toàn bộ lô hàng sau khi phân tích hình ảnh có nghi vấn. Kết quả khám xét, phát hiện trong container chứa hơn 7,6 tấn ngà voi và sản phẩm làm từ ngà voi. Đây là số lượng ngà voi lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện và bắt giữ tại cảng Hải Phòng. Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Nam trú tại thành phố Long Xuyên về hành vi mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận, sau khi có người đặt mua thuốc lá điếu nhập lậu, Nam sử dụng điện thoại liên hệ với người phụ nữ tên Hưng, thuê trọ tại khu vực chợ Cái Tàu, đặt mua 2.600 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero Z và Nation với hơn 38 triệu đồng. Ngày 24 tháng 4 năm 2023, khi đang đi nhận số thuốc lá trên, thì Nam bị Công an thành phố Long Xuyên phát hiện và bắt quả tang. Quá trình điều tra, Nam thừa nhận đã mua thuốc lá điếu nhập lậu của Hưng từ tháng 5 năm 2022 đến khi bị bắt là khoảng 48 lần, trung bình mỗi lần hơn 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Thưa quý vị, hiện cả nước có 1,67 triệu thuê bao di động chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều. Sau ngày 15 tháng 5, nếu vẫn chưa thực hiện thì các thuê bao này sẽ bị thu hồi số di động. Hiện số thuê bao di động này đã bị các nhà mạng khóa một chiều do chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cục Viễn thông đánh giá hoạt động chuẩn hóa thông tin thuê bao đã nhận được sự ủng hộ của người dùng. Người sử dụng giờ đây đã ý thức được việc số điện thoại đăng ký thông tin chính chủ là cực kỳ quan trọng. Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023, trong đó CPI là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất. So với tháng trước, CPI tháng 4 năm 2023 giảm 0,34%, khu vực thành thị giảm 0,41%, khu vực nông thôn giảm 0,27%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thì có 7 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước, 4 nhóm hàng tăng giá. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 4 năm 2023 tăng 2,81%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính thì có 9 nhóm tăng giá bao gồm chỉ số giá nhóm giáo dục, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm đồ uống và thuốc lá, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm văn hóa giải trí du lịch. Ở chiều ngược lại có 2 nhóm hàng giảm giá là nhóm giao thông và nhóm bưu chính viễn thông.
Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục thông quan giữa Việt Nam và Trung Quốc qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hoạt động xuất nhập khẩu tấp nập và vẫn diễn ra bình thường ngay trong những ngày nghỉ lễ năm nay, vì phía Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động xuất nhập khẩu. Lực lượng chức năng tại các cửa khẩu đã bố trí đủ cán bộ ứng trực, sẵn sàng phương án về con người, trang thiết bị để điều kiện thuận lợi nhất cho hàng hóa thông quan nhanh chóng, không xảy ra tình trạng ùn ứ, không có xe hàng phải quay đầu. Cơ quan hải quan và chính quyền địa phương cũng thiết lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các cửa khẩu để giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh trong kỳ nghỉ lễ. Và trong quý 1, do thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại nên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng 31,96% so với cùng kỳ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết là thời gian gần đây, mã số vùng trồng tại Việt Nam bị thu hồi đang tăng cao. Cụ thể, hơn 710 mã số vùng trồng đã bị thu hồi. Tình trạng bị thu hồi mã số vùng trồng tiềm ẩn nguy cơ giảm thị phần xuất khẩu nông sản. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, mã số vùng trồng trên cả nước bị thu hồi tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Thuận. Trong đó, phần lớn là nông sản xuất khẩu đi Trung Quốc. Và nguyên nhân chủ yếu là do không đạt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật của nước nhập khẩu. Hiện nay nhiều nước đã tăng cường tần suất giám sát mã vùng trồng. Ví dụ như Trung Quốc, việc giám sát diễn ra định kỳ hàng tuần đối với các tỉnh có sản lượng nhập khẩu lớn hoặc các cá nhân từng có lịch sử vi phạm. Một trong những nguyên nhân khác khiến cho nhiều mã số vùng trồng bị thu hồi là do nhiều địa phương chỉ chú ý đến các mã số cấp mới, chưa quan tâm tới việc duy trì giám sát các mã số đã cấp. Tiếp tục với một số thông tin khác, thưa quý vị, trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, nhiều điểm du lịch bất ngờ tăng vọt lượng khách tham quan các điểm vui chơi giải trí do thời tiết các vùng miền trên cả nước khá thuận lợi và giá vé máy bay hạ nhiệt. Đang là mùa biển đẹp nhất trong năm tại Bình Thuận, do đó nhu cầu du lịch biển đảo của du khách tăng rất cao. Tại các resort, khách sạn, công suất phòng trong ngày đầu nghỉ lễ có nơi đạt 100%. Biển Cửa Lò tỉnh Nghệ An cũng chứng kiến lượng khách tăng đột biến. Còn tại Quảng Ninh, trong 2 ngày nghỉ lễ đã đón trên 260.000 lượt khách du lịch. Trong đó, di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long đón gần 30.000 lượt du khách 2 ngày qua. Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 30.000 lượt khách nội địa, 2.000 lượt khách quốc tế. Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam đón khoảng 5.000 người đến tham quan. Trong đó, Thánh địa Mỹ Sơn huyện Duy Xuyên là điểm đến được nhiều người lựa chọn. Không mang nhịp sống ồn ào bụi bặm của chốn phù thị. Thiên đường Bảo Sơn hấp dẫn du khách bởi không gian thoáng đãng và rộng lớn nằm ở phía đông của thủ đô Hà Nội và nơi đây đang là một lựa chọn cho nhiều người trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay. Dịp này được nghỉ 5 ngày, chị Thủy cùng gia đình đã đến công viên Thiên đường Bảo Sơn để du lịch. Chẳng cần phải đi xa, lựa chọn nơi này theo chị Thủy là phù hợp với điều kiện kinh tế của mình. Dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì lần này nghỉ tương đối là dài. Thế nên là mình đã lựa chọn một nơi mà vừa cho gia đình cũng như là cho các bạn nhỏ có nơi để vừa vui chơi, vừa khám phá mà lại rất là bổ ích nữa. Thì Thiên đường Bảo Sơn là sự lựa chọn thực sự là rất là hợp lý trong cái thời điểm này. Đến đây thì mình thấy là không gian thì rất là thoáng đãng. Trẻ nhỏ thì có rất là nhiều những cái... nói chung là rất là thú vị cho trẻ nhỏ. Trước khi đi chơi 30 tháng 4 thì mình cũng có tìm hiểu thì thấy Thiên đường Bảo Sơn thì rất là phù hợp với gia đình mình. Thì có trẻ nhỏ, các con còn bé ở đây thì có nhiều trò kết hợp trong một cái diện tích gọi là không phải đi quá xa quá nhiều mà có rất nhiều trò để cho các con chơi. Dịp nghỉ lễ năm nay, các loại hình dịch vụ cũng như các tiểu khu vui chơi, giải trí ở đây đều được phục vụ chu đáo, nhất là đối với trẻ em. Nhân dịp kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì công viên Thiên đường Bảo Sơn chúng tôi năm nay tổ chức lễ hội với chủ đề là Aloha Summer với rất nhiều chương trình nghệ thuật đường phố đặc sắc như là diễu hành, siếc nhạc kịch cũng như là tổ hợp trò chơi vui chơi không giới hạn. Ngoài ra đặc biệt là nhân dịp này thì công viên Thiên đường Bảo Sơn cũng ra mắt hai khu vui chơi giải trí mới là khu nông trại vui vẻ và khu công viên nước với hoàn toàn mới 100%. Kỳ vọng sẽ đem lại đáp ứng được cái nhu cầu vui chơi trong mùa hè này của du khách. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, Thiên đường Bảo Sơn còn tổ chức rất nhiều các hoạt động cộng đồng để có thể phục vụ một cách tốt nhất cho các du khách. Đặc biệt, năm nay có nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí được giảm giá mạnh nhằm hỗ trợ chi phí cho khách tham quan.
Với hàng loạt sự kiện được tổ chức trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, thành phố Đà Nẵng đang đón một lượng lớn khách du lịch như cao điểm năm 2019. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của ngành du lịch thành phố. Để phục vụ nhu cầu tăng cao của du khách trong dịp nghỉ lễ, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động lễ hội văn hóa thể thao du lịch hấp dẫn, đặc biệt trên các tuyến đường ven biển của thành phố. Chương trình mùa du lịch biển 2023 đang thu hút một lượng lớn du khách với nhiều sản phẩm du lịch mới. Trong tuần lễ thì sẽ có những hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các sân khấu chính, cũng như là chiếc trải nghiệm về cái vườn bia trên bãi biển, hoặc là cái không gian trưng bày về những cái động thực vật tại bán đảo Sơn Trà, cũng như những bức ảnh đẹp. Và ngoài ra thì có những cái trải nghiệm về làng nghề truyền thống của người dân Quảng Nam Đà Nẵng. Tại bán đảo Sơn Trà, chúng tôi tổ chức khai trương cái tuyến du lịch thủy nội địa từ CT15 đi Hồ Sụp, Bãi Nam, Bãi Đa. Thì thông qua cái việc mà tổ chức cái tuyến du lịch này, chúng tôi hy vọng là sẽ mang lại một cái sản phẩm mới để mà đáp ứng cái nhu cầu mà trải nghiệm của người dân khi và du khách đi khi mà đến với bán đảo Sơn Trà, đi khi đến với các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Tại các khu du lịch, cùng với những hoạt động lễ hội, các chương trình khuyến mãi miễn phí vé vào cổng cũng được triển khai mạnh mẽ, tạo nhiều sản phẩm lựa chọn cho du khách. Trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, các khu du lịch như núi Thần Tài, Banana Hills, công viên châu Á đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan vui chơi. Hôm qua thì công viên đón được gần 4.000 lượt khách, thì trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 20%, đặc biệt là khách Hàn Quốc và các quốc tịch khác. Còn lại là khách địa phương, khu vực miền Trung và các tỉnh. Song song đó thì công viên châu Á cũng đưa vào khai thác cái dịch vụ bay kinh khí cầu, một trong những cái dịch vụ mà trải nghiệm mới, cũng mong muốn là mang đến những cái trải nghiệm thú vị và đặc sắc cho du khách trong dịp này. Mình đã chọn để nghỉ ở Đà Nẵng vào cái dịp lễ lần này, thì mình cũng biết rằng là trong dịp lễ này thì ở thành phố biển có rất là nhiều hoạt động, cũng như là mình cũng khá là bất ngờ khi mà mình tới với công viên châu Á mà mình lại biết được rằng là ở đây có chương trình khuyến mãi vé vào cổng, không cần mất bất kỳ phí nào cả, mà ngoài ra thì lại còn được thưởng thức về cái trải nghiệm bay kinh khí cầu. Đây cũng là một cái trải nghiệm khá là mới mà mình chưa thử bao giờ, cho nên là mình cảm thấy rất là háo hức. Lượng khách du lịch đến với thành phố Đà Nẵng trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay tăng cao. Cùng với việc đầu tư các sản phẩm du lịch phục vụ du khách, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được thành phố chú trọng để có thể mang đến cho người dân và du khách một kỳ nghỉ lễ thoải mái, an toàn. Vâng, và tiếp theo sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía Nam. Kim Thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức kinh tế phương Nam. Kính thưa quý vị, theo số liệu được Tổng cục Thống kê mới công bố, trong tháng 4 năm 2023, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới, tương đương là hơn 530 doanh nghiệp thành lập mới mỗi ngày, với số vốn đăng ký là 154.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 119.100 lao động. Trong tháng 4 còn có 9.610 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,9% so với tháng trước và tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2022. Số doanh nghiệp thành lập mới cũng như quay trở lại hoạt động tăng mạnh trong tháng 4, cho thấy những tín hiệu kinh doanh đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, cả nước có 49.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký gần 465.000 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 331.400 lao động, tăng 0,6% về số doanh nghiệp, giảm 26,8% về vốn đăng ký và giảm 4,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 27,2% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, còn có gần 29.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2022. Nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2023 lên 78.900 doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển thăm thân, du lịch, du học của người dân và du khách đến và đi Úc, trong thời gian tới, Vietjet tăng tần suất các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến và đi Melbourne và Sydney. Các chuyến bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Melbourne của Úc sẽ tăng tần suất khai thác từ ngày 17 tháng 9 với 4 chuyến khứ hồi vào mỗi tuần. Các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Melbourne vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật cất cánh lúc 10:50 sáng và hạ cánh lúc 22:35 giờ địa phương. Các chuyến ngược lại từ Melbourne về Thành phố Hồ Chí Minh
vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật, cất cánh vào lúc 0 giờ 30 phút và hạ cánh lúc 6 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh đến Sydney của Úc cũng tăng tần suất khai thác với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày 18 tháng 9. Các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Sydney vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần, cất cánh lúc 19 giờ 30 phút và hạ cánh lúc 7 giờ 20 phút sáng giờ địa phương. Các chuyến ngược lại từ Sydney về thành phố Hồ Chí Minh vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, cất cánh vào lúc 11 giờ 15 phút và hạ cánh lúc 16 giờ 30 phút giờ địa phương. Bên cạnh đó, hãng còn đưa nhiều cơ hội săn vé bay không đồng trên các đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Úc, các thành phố như Sydney, Melbourne, Brisbane, không giới hạn khung giờ vào các ngày cố định thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư từ nay đến hết ngày 25 tháng 10. Đường bay thẳng đầu tiên kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Brisbane cũng sẽ được Vietjet khai trương vào tháng 6 năm 2023. Sau đà giảm mạnh đến 62.000 đồng một bình 12kg vào tháng 4, các doanh nghiệp kinh doanh ga miền Nam cho biết giá ga bán lẻ quay đầu tăng trở lại với mức tăng nhẹ là 2.000 đồng một bình 12kg từ ngày 1 tháng 5. Cụ thể, Sài Gòn Petro thông báo từ ngày 1 tháng 5, giá ga của hãng sẽ tăng 2.000 đồng một bình 12kg và giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 401.000 đồng bình 12kg. Tương tự, thương hiệu ga City Petro cũng thông báo từ hôm nay giá ga tăng 2.000 đồng một bình 12kg và 7.500 đồng một bình 45kg so với tháng 4. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng ở mức 438.500 đồng một bình 12kg, 1.644.000 đồng một bình 45kg. Ngày 1 tháng 5, Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam BVK LPG miền Nam cũng cho biết giá bán ga của công ty cũng sẽ tăng 2.000 đồng loạt với bình ga 12kg và bình ga 45kg tăng 7.500 đồng. Giá ga bán lẻ tối đa là 420.000 đồng một bình 12kg, khoảng 1.575.000 đồng bình 45kg. Như vậy, giá ga đã quay đầu tăng sau 2 lần giảm liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, giá ga đã có 2 lần tăng và 3 lần giảm. Đà tăng của giá ga trong nước lần này là do giá ga thế giới tháng 5 đã tăng 5 đô la một tấn so với tháng 4. Hiện nguồn ga trong nước đang nhập khẩu khoảng 60%, nên giá ga bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá thế giới. Theo nhiều tiểu thương tại chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh, sức mua trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ năm nay không tăng như mong đợi, đã khiến giá bán hầu hết chủng loại giữ mức ổn định, thậm chí là giảm so với trước đó. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, lượng hàng nhập chợ tối 29 và rạng sáng 30 tháng 4 ở mức 2.400 tấn, rau 1.600 tấn và trái cây 800 tấn, giảm hơn 350 tấn so với ngày thường. Trong đó, nhiều mặt hàng rau củ có xu hướng giảm so với ngày thường. Hiện giá một số loại sản phẩm như dưa leo phổ biến 10.000 đồng một ký, cà chua xà lách, búp Đà Lạt, đậu cô ve 12.000 đến 15.000 đồng một ký. Một số loại giá bán có xu hướng giảm như bắp cải tròn Đà Lạt, bí đao bí đỏ cải thảo 7.000 đến 10.000 đồng một ký, bầu củ cải trắng Đà Lạt, su su 5.000 đến 6.500 đồng một ký. Tương tự tại chợ truyền thống như chợ Tân Định, quận 1, giá các loại trái cây cũng đứng giá. Cụ thể, dương hấu bán với giá 9.000 đến 11.000 đồng một ký, bưởi 25.000 đến 40.000 đồng một ký, cam sành 9.000 đến 12.000 đồng một ký. Một số loại giảm so với tháng trước như thanh long còn 18.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 65 đến 75.000 đồng một ký. Trong dịp lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao. Đây được xem là cơ hội lớn cho các hệ thống siêu thị kích cầu mua sắm, tiêu dùng. Do đó, thì các nhà bán lẻ đã tăng lượng hàng, đảm bảo giá cả ổn định, đồng thời cũng tung nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách. Theo các doanh nghiệp bán lẻ, sức mua của người tiêu dùng thường tăng mạnh vào các dịp lễ. Trong đó, nhu cầu mua thực phẩm khô, bánh kẹo, đồ uống giải khát cũng tăng đột biến. Nhằm đáp ứng nhu cầu này trong dịp nghỉ lễ, các siêu thị lớn trên địa bàn thành phố cho biết đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp từ sớm để tăng lượng dự trữ hàng hóa, triển khai các chương trình ưu đãi giá để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Năm nay lễ 30 tháng 4 thì có kỳ nghỉ lễ kéo dài. Chính vì vậy chúng tôi ước tính số lượng khách hàng sẽ tăng khoảng 5 đến 10% và mỗi ngày lễ chúng tôi chào đón khoảng trên 50.000 lượt khách hàng. Và chính vì cái lượng khách hàng tăng như vậy thì chúng tôi đang kết hợp với nhà cung cấp để chạy rất là nhiều chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng, và đặc biệt trong những ngày lễ chúng tôi có rất nhiều sản phẩm giảm từ 50 đến 60%. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đủ nguồn nhân lực để mà đảm bảo phục vụ tốt cho khách hàng trong suốt kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi cũng đã dự trù một cái tình huống là lượng khách đến với siêu thị sẽ rất là đông, đặc biệt là những cửa hàng ở nơi có những cái điểm du lịch về biển như Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang, Cần Thơ, vân vân. Thì chính vì vậy thì đối với cái hệ thống siêu thị chúng tôi cũng đã có kế hoạch chuẩn bị rất nhiều cái chương trình khuyến mãi
chúng tôi đã đưa vào trong cái chương trình kỳ này những cái chính sách chiết khấu thật cực kỳ hấp dẫn, những cái bộ sản phẩm đặc thù dành cho mùa lễ hội. Không khí mua sắm tại các siêu thị nhộn nhịp hơn, các quầy kệ xếp đầy hàng hóa với các chủng loại phong phú. Riêng nhóm hàng thực phẩm tươi sống được tăng cường 3 đến 5 lần, giá bán phần lớn vẫn ổn định. Trong dịp này, các siêu thị lớn trên địa bàn như Aeon Việt Nam, Lotte, Vinmart, Co-opmart cũng đã đưa ra hàng loạt chương trình giảm giá sốc, tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm gồm thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm, thời trang, điện máy, gia dụng. Không khí thì thấy nó sôi động hơn, nhiều người đi siêu thị hơn. Còn giá cả những mặt hàng bình thường á, thì thấy không có gì đổi, nhưng mà tuy nhiên có tăng thêm nhiều cái sản phẩm cùng loại mà khuyến mãi hơn, giá khuyến mãi hơn. Lễ này nọ thì thường là giá cả nó sẽ cao lên, nhưng mà ví dụ như trong siêu thị nó giảm xuống thì mọi người sẽ thích mua hơn. Lễ cũng đông hơn ngày thường và giá cả thì nó cũng hợp lý hơn, tất cả mấy người đa số người ta mua hàng nhiều và hàng hóa thì cũng đa dạng rất là nhiều. Về mặt sản phẩm và dịch vụ thì rất là đa dạng và rất là thiết thực với nhu cầu mua sắm của mình cũng như là nhu cầu mua sắm và vui chơi trong ngày lễ. Thứ hai nữa là ở tại thương mại này sẽ có rất nhiều chương trình giảm giá sâu, như hạn như 50%. Cho nên là mình cũng khá là ổn định trong bảo tiền trong bối cảnh là tiêu dùng đang còn khó khăn và ảnh hưởng đến nguồn lương của mình. Trước đó, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản triển khai đến tất cả hệ thống phân phối, ngành hàng tính toán tổ chức khuyến mại giảm giá hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu, qua đó hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cũng như nâng cao sức mua, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thành phố trong những ngày nghỉ lễ. Tính toán để có một cái chương trình gọi là mini ngắn gọn trong cái thời điểm lễ Tết này để tổ chức khuyến mại giảm giá các cái hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho người tiêu dùng, để một mặt là quảng bá hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, một mặt là giúp cho nâng cao được cái sức mua. Theo kế hoạch, sau đợt lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hai đợt khuyến mại tập trung. Tuy nhiên, trong tình hình xuất nhập khẩu nhiều khó khăn, việc tập trung ưu tiên phát triển thị trường trong nước được doanh nghiệp quan tâm lớn. Vì vậy, tổ chức khuyến mại giảm giá hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu, qua đó hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cũng như nâng cao sức mua. Kết thúc quý 1 năm 2023, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng thấp do gặp nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, hòa vào niềm vui chung của ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 và tinh thần của ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 bất diệt, các tầng lớp nhân dân tại thành phố mang tên Bác đang không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu, lao động sản xuất để tạo nên sự bứt phá của thành phố trong những tháng còn lại của năm 2023. Ghi nhận này của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân trong ngày 1 tháng 5 cũng sẽ kết thúc kinh tế phương Nam ngày hôm nay. Hàng năm cứ vào dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5, chị Bùi Thị Huyền, giảng viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, lại dẫn các sinh viên của trường ghé thăm Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh và các địa danh nổi tiếng của thành phố. Đây là dịp để các thế hệ sinh viên của trường có cơ hội tìm hiểu về truyền thống đấu tranh hào hùng của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung. Trải qua 48 năm sau ngày thống nhất đất nước, thành phố đã không ngừng phát triển, trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Ôm lại những trang sử vàng và dấu son lịch sử luôn khiến chị Bùi Thị Huyền và các sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng náo nức, phấn khởi. Đã là sinh viên kinh tế thì các em rất là tự hào, hào hứng khi mà tham gia hoạt động thực tiễn, nhất là để các em ôn lại cái kỷ niệm và hướng tới một cái biết cái trách nhiệm của mình đối với cái nền hòa bình độc lập mà cha ông ta đã đổ bao nhiêu xương máu mới có, và các em sẽ phấn đấu học tập để mà xứng đáng với những gì mà trong đã làm. Riêng bản thân em thì em cũng rất là quan tâm tới cái vấn đề của thành phố, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà em đang hiện tại sống và làm việc. Thì em có rất là nhiều cái mong muốn và sự chờ đợi, hy vọng là ở cái cấp lãnh đạo và sẽ có những cái nỗ lực và những cái bước tiến tiếp theo trong cái việc mà phát triển xã hội và cộng đồng mình hơn, nhất là quan tâm nhiều hơn tới cái vấn đề của những người lao động, đặc biệt là trong cái thời điểm cái kinh tế và biến động kinh tế xã hội nó bắt đầu phức tạp và đời sống của người dân phải chịu nhiều cái biến động hơn. Thì thứ nhất là em mong mình sẽ có nhiều cái biện pháp để mà trấn an tinh thần người dân là thứ nhất, và thứ hai là có nhiều biện pháp hơn để mà cải thiện cơ sở vật chất và cái chất lượng đời sống tinh thần. Còn với ba người phụ nữ này, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 nào họ cũng rủ nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để chụp hình kỷ niệm. Cuộc sống tuy còn vất vả nhưng những nụ cười và tinh thần lạc quan của họ không hề tắt. Tạm gác lại những bộn bề cuộc sống, đây là dịp để họ gặp gỡ và cùng nhau tham quan thành phố.
Tôi thấy là một ngày rất là ý nghĩa vì cả năm lao động ấy thì họ được nghỉ được một ngày và vừa có ý nghĩa và vừa để cho người ta cũng dành cho gia đình, người thân đưa nhau đi chơi. Và nhất là ngày 30 tháng 4 nữa thì là một cái ngày giải phóng dân tộc của Việt Nam, thì kèm cùng với cái ngày mà thì họ sẽ được nghỉ thêm 2 ngày lễ. Theo dự báo, trong quý 2 2023, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng đảng bộ, chính quyền thành phố đã và đang quyết tâm hành động quyết liệt, tháo gỡ các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp bằng những việc làm cụ thể, qua đó thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trở lại, tạo được niềm tin cho mọi tầng lớp nhân dân. Vừa rồi chúng ta cũng đã thấy là thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều động thái để mà khắc khôi phục lại cái vị trí đầu tàu của mình, như là tổ chức những cái lấy ý kiến của các hiệp hội về các ngành hàng, về những cái kế sách rồi để sao phát triển thành phố và tìm ra những điểm mạnh của thành phố để mà tiếp tục cái duy trì. Đặc biệt là sắp tới là tháng 5 này là có hội chợ xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh, cũng quy tụ cũng là tất cả các doanh nghiệp dẫn đầu của thành phố, rồi cùng với lại là mời tất cả các tham tán ở các nước về và các doanh nghiệp lớn ở các nước về tham dự. Hôm nay tôi những cái việc này tôi thấy là nó sẽ có những tín hiệu tích cực cho thành phố trong cái quý 2 này. Tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội quý 1 và nhiệm vụ giải pháp quý 2 năm 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vừa qua, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh từng ngành từng lĩnh vực của thành phố cần ngồi lại đánh giá một cách nghiêm túc nhất những việc đã làm, từ đó đề ra những kế hoạch nhiệm vụ cho những quý còn lại của năm 2023 và những năm còn lại của nhiệm kỳ. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.